Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu lên tiếng khi bị nghi đá xéo Sơn Tùng MTP. Chiều ngày 25 tháng 2, mạng xã hội xôn xao với thông tin nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu bày tỏ quan điểm về những ồn ào, nghi vấn đạo nhái ở showbiz Việt thời gian qua. Cụ thể, người dùng mạng xã hội đã lan truyền tấm ảnh chụp màn hình bình luận của tài khoản có tên Nguyễn Hữu Châu, có tích xanh, về vấn đề này. Trong đó, tài khoản này đã bóng gió chuyện một nghệ sĩ bị tố ăn cắp bản quyền, sau đó bỏ tiền mua luôn lại tác phẩm từ người đã tố cáo mình. Nhiều người đã nhanh chóng liên hệ bình luận này với câu chuyện giữa Sơn Tùng MTP và nhà sản xuất âm nhạc GC. Bên cạnh đó, tài khoản này còn viết, muốn phê bỏ nạn ăn cắp trong nền nghệ thuật Việt Nam thì chỉ cần tẩy chay nguồn kiếm tiền. Nói thì dễ chứ làm thì khó, đâu phải một mình muốn làm là được. Xã hội có hiểu và đồng lòng không? Tuy nhiên, mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã chính thức lên tiếng đính chính toàn bộ việc này. Theo đó, ông khẳng định mình chưa từng đưa ra nhận xét về bê bối của Sơn Tùng MTP và bức xúc lên án người đã giả mạo mình trên Facebook để đưa ra bình luận gây tranh cãi trên. Ngay lập tức, bạn bè và nhiều người quen còn khẳng định văn phong và cách gõ ký tự trong bình luận không giống với cách nghệ sĩ Hữu Châu thường sử dụng. Diễn viên Tiến Lực cũng để lại lời khuyên, anh xem lại Facebook nha anh, coi chừng bị hack. Về phần mình, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu viết trên trang Facebook chính thức, tai nạn ở đâu ập tới, tôi là diễn viên bên sân khấu, tôi không biết gì bên nhạc. Những câu bình luận trên không phải là tôi. Chưa bao giờ trên Facebook tôi bình luận gì mà xúc phạm ai cả. Mong các khán giả hiểu phân định cho rõ ràng. Bình luận trên là giả mạo tôi. Tôi rất buồn sao lại mượn danh tôi như vậy. Tôi lên Facebook là để chia sẻ những gì tích cực và niềm vui. Mong mọi người hiểu. Nghệ sĩ Hữu Châu bức xúc cho hay, ông bất ngờ khi nhận thông tin vụ việc từ người quen mấy chục năm trong nghề. Quan điểm của tôi là không nhận xét hay đá xéo đồng nghiệp. Những dòng chữ kia hoàn toàn là giả mạo, có người muốn dùng tên tuổi tôi để gây điều tiếng không hay. Nếu ai theo dõi Facebook Hữu Châu sẽ thấy tôi trước giờ chỉ đăng những gì mang tính tích cực nhằm lan tỏa niềm vui đến mọi người thôi. Theo nam nghệ sĩ, vì Facebook bình luận có tích xanh chính chủ nên khả năng cao anh bị kẻ gian hack Facebook. Hiện Hữu Châu nhờ người kiểm tra và đổi mật khẩu tài khoản để tránh sự cố tương tự. Trước đây, nhiều nghệ sĩ Việt Nam lẫn quốc tế cũng đã gặp các trường hợp giả danh trên Facebook, Twitter, Weibo, Instagram gây nhiều hiểu lầm. Những ngày qua, Sơn Tùng MTP đã hứng chịu không ít chỉ trích từ dư luận sau vướng nghi vấn bít nhạc của các nghệ sĩ nước ngoài về dùng chùa. Đến nay, MTP Entertainment vẫn chưa lên tiếng về sự việc và cư dân mạng vẫn tiếp tục xôn xao bàn luận. Trong thời gian ngắn, showbiz Việt ồn ào bởi nhiều nghi vấn đạo nhạc, trùng giai điệu giữa MV các bài hit được yêu thích trên thị trường với những bít nhạc nước ngoài được phát hành trước đó. Người hâm mộ và anti-fan của cùng một nghệ sĩ liên tục tranh cãi, người bênh vực, kẻ chỉ trích.